Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung vừa đề xuất đầu tư 7 cầu vượt bộ hành kiểu mới có thang máy, thang cuốn, điều hòa và hệ thống nghe nhạc. Riêng phần mặt cầu được thiết kế rộng, phần ngang trưng bày các quả lưu niệm và các dịch vụ đồ dùng học tập. bảy cầu đi bộ được đề xuất tại đường Hoàng Văn Thụ, Trường Định, Kinh Dương Vương, Điện Biên Phủ, Sô Viết Nghệ Tĩnh. Những cây cầu này sẽ được lắp thang máy, thang cuốn lên xuống và không gian cầu đi bộ có máy điều hòa nhiệt độ, nhạc nền. Xung quanh cầu được gắn đèn led chiếu sáng, hướng dẫn giao thông và bảng quảng cáo nhằm tăng mỹ quan văn minh đô thị. Công ty này cũng đề xuất xây dựng theo hình thức đối tác công tư PPP, nhà nước bỏ vốn đầu tư 80%, doanh nghiệp bỏ vốn 20%. Khi thi công xong, doanh nghiệp được quyền quản lý và khai thác, người đi bộ sẽ không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào khi lưu thông qua những cây cầu này